Xin chào quý khách hàng. Thì hôm nay sau bao nhiêu thời gian chờ đợi thì cái pin 10V 1,5V là nó đã về rồi. Thì em có đăng trên thông tin trên kênh á, nhưng mà bây giờ thì em mới mở hộp, em mới khui thùng cho mọi người xem nè. Em khui hộp cho mọi người xem. Cái thằng này là pin rời nè. Đó, này là pin không nè ha. Pin không trong này là nó bao gồm là 4 viên pin. Rồi từ từ mọi người xem ha. Còn cái bộ như thế này á là nó đóng siêu sẵn rồi. Là bên trong nó có một máy sạc và 4 viên pin. Một bộ như vậy cửa hàng em đang bán ra là 630.000 bao ship nha mọi người, 4 viên pin nhé. Lưu ý giùm em á, đây là viên pin sạc, đây là loại sạc, sạc đi sạc lại nhiều lần, 1,5V ha. Con này nó sạc được 1.000 lần nè, mọi người có thể nhìn thấy nè, nó tức là quay đi quay lại được 1.000 lần nè, thấy chưa. Nạp pin rất là nhanh. Con này là 2775 mAh, ghê ha. Thì nó tương ứng vào khoảng 1900 mAh đó, nhưng mà nó xài cũng gấu ăn lắm. Tức là cái bộ này khách của em á, thường người ta đi đánh show mấy ông đi cho thuê âm thanh á, thì đánh show thì mấy ông diễn cũng được 2 show, có nghĩa là khoảng 8 tiếng đồng hồ. Thì cái thùng này nó chỉ có 5 bộ như vậy thôi, còn thùng kia nữa đấy kìa, đó cái thùng kia kìa, thấy không đó, à, đó trong kia kìa. Rồi bây giờ em sẽ quay tiếp lại cái con này. Cái bộ sạc này á, là trong này nó có một bộ sạc và 4 viên pin, để em lột ra cho mọi người xem ha, để nhiều khi nói thằng này sao nó không lột ra mà nó chỉ nói trong cái hình thôi. Thì cái bộ pin này á, là trước đây trên kênh em á, là đã có giới thiệu rất là lâu rồi. Cái bộ bao gồm là một máy sạc và 4 viên pin, thì cửa hàng em đang bán ra là 750.000 bao ship hay mọi người, 750.000 bao ship, nó mắc như quỷ luôn á, nó không có hề rẻ đâu. Pin này thì cái hiệu gì, cái hiệu là 10V, xuất xứ ở đâu, ở Trung Quốc ha, không có Mỹ, không có Nhật gì hết á. Nhưng mà pin này nó rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Nó chỉ xuất hiện 2 năm trở lại đây thôi nha mọi người, chứ nó không phải là nó lâu đời đâu nha. Cái pin 1V2 nó mới lâu đời, còn pin này là pin mới xuất hiện trên thị trường. Thì cái pin này nó nổi tiếng ở nước ngoài, chứ không phải nó nổi tiếng ở Việt Nam hoặc nó nổi tiếng ở Trung Quốc, không phải nha. Nó nổi tiếng ở nước ngoài. Khi nó sạc đầy thì nó sẽ là 1,5V mà nó liên tục luôn ha. Em mở nó ra cho mọi người xem. Nó liên tục luôn, nó duy trì 1,5V và nó nằm hoài đó đến khi nào hết thì thôi. Và cái máy sạc của nó là máy sạc rất là nhanh, sạc vào khoảng 1,5 tiếng cho đến 2 tiếng là sẽ đầy. Lưu ý giùm em ha, 1,5 tiếng đến 2 tiếng là đầy. Và con này là mình có thể xài 8 đến 10 tiếng đồng hồ tùy theo cái dòng mic của mình. Đây là cái máy sạc, đây là 4 pin sạc. Một combo của nó, lưu ý giùm em, một combo của nó bao gồm cái hộp như thế này đó, và một cái dây USB này. Ở nhà mình á, mình phải tự trang bị cái đầu cái củ sạc iPhone chẳng hạn ha, cái củ sạc. Thì ở trong cái bộ của nó là nó không có củ sạc ha. Mọi người thấy em mới mở hộp ra, nhiều khách hàng người ta hỏi, người ta lại đòi mua tặng cho cái củ sạc, thì em không có đâu mà tặng ha. Đó, tóm lại nó là gì? Nó là một cái bộ combo, một cái máy sạc vậy và 4 viên pin như vậy. Đó, bây giờ em sẽ lấy cái đồng hồ, em sẽ đo cái con này, em chưa khui luôn nha mọi người. Em đo trực tiếp cho mọi người xem, coi có đúng phải là 1,5V hay không. Cái này là mới khui thùng, khui siêu luôn đó, em chưa có dừng video đâu. Rồi em lấy cái đồng hồ nè, em đo trực tiếp cho mọi người xem luôn ha. Con này là thằng cực dương, cắm vô đây. Đây, mọi người có thể nhìn thấy ha. 1,53V, thấy không? Nè, nè, thấy chưa? Nè, buông ra nè. Thấy chưa? Cắm vô lại nè. Đó, nó phải rõ ràng vậy ha. 1,53V, tức là 1,5V đó. Mà nó duy trì mãi như vậy cho đến khi nào hết thì thôi. À, lưu ý giùm em ha. Rồi, để em zoom, nhiều khách hàng người ta không ta thấy to. Bây giờ em sẽ zoom lên cho nó to cho mọi người thấy. Đây, em cắm vô lại nè. Chà bá nè, thấy chưa? Nhìn nè. Nè. Đó, thấy chưa, 1,531, thấy chưa nè. Đó, buông ra nè. Đó, thấy chưa. Rồi thì với cái dòng pin này, nước ngoài chứ không phải nó nổi tiếng ở Việt Nam hoặc nó nổi tiếng ở Trung Quốc, không phải nha. Nó nổi tiếng nước ngoài. Khi nó sạc đầy thì nó sẽ là 1,5V mà nó liên tục luôn ha. Em mở nó ra cho mọi người xem, nó liên tục luôn, nó duy trì 1,5V và nó nằm hoài đó đến khi nào hết thì thôi. Và cái máy sạc của nó là máy sạc rất là nhanh, sạc vào khoảng 1,5 tiếng cho đến 2 tiếng là sẽ đầy. Lưu ý giùm em ha, 1,5 tiếng đến 2 tiếng là đầy. Và con này là mình có thể xài 8 đến 10 tiếng đồng hồ tùy theo cái dòng mic của mình. Đây là cái máy sạc, đây là 4 pin sạc. Một combo của nó, lưu ý giùm em, một combo của nó bao gồm cái hộp như thế này đó, và một cái dây USB này. Ở nhà mình á, mình phải tự trang bị cái đầu cái củ sạc iPhone chẳng hạn ha, cái củ sạc. Thì ở trong cái bộ của nó là nó không có củ sạc ha. Mọi người thấy em mới mở hộp ra, nhiều khách hàng người ta hỏi, người ta lại đòi mua tặng cho cái củ sạc, thì em không có đâu mà tặng ha.
Đó, tóm lại nó là gì? Nó là một cái bộ combo, một cái máy sạc vậy và bốn viên pin như vậy. Đó, bây giờ em sẽ lấy cái đồng hồ, em sẽ đo cái con này, em chưa khui luôn nha mọi người, em đo trực tiếp cho mọi người xem coi có đúng phải là 1,5 hay không. Cái này là mới khui thùng khui siêu luôn đó, em chưa có dừng video đâu. Rồi em lấy cái đồng hồ nè, em đo trực tiếp cho mọi người xem luôn ha. Con này là thằng cực dương, cắm vô đây. Đây, mọi người có thể nhìn thấy ha. 1,53V, thấy không? Nè, nè, thấy chưa? Nè, buông ra nè. Thấy chưa? Cắm vô lại nè. Đó, nó phải rõ ràng ha. 1,53V, tức là 1,5V đó. Mà nó duy trì mãi như vậy cho đến khi nào hết thì thôi. À, lưu ý giùm em ha. Rồi, để em zoom nhiều khách hàng người ta không ta thấy to. Bây giờ em sẽ zoom lên cho nó to cho mọi người thấy. Đây, em cắm vô lại nè. Chà bá nè, thấy chưa? Nhìn nè. Nè. Đó, thấy chưa, 1,531, thấy chưa, nè, đó, buông ra nè, đó, thấy chưa. Rồi, thì với cái dòng pin này thì cửa hàng em đang bán ra là giá là 750.000 bao ship nha. Thì khi quý khách hàng mà muốn mua một cái bộ pin sạc có sẵn và một cái bộ pin rời thì bao gồm cái gì, để em mở nó ra cho mọi người cùng xem luôn, để không có dấu ha. Bán hàng mà giấu là làm sao được. Em sẽ mở nó ra cho mọi người xem. Một cái bộ bao gồm 4 viên pin. Nó không có máy sạc nha, mình phải dùng chung với cái máy sạc mình vừa mới mua. Thì khi quý khách hàng mua chung cái combo như vậy á, là em chỉ bán có 600 ngàn thôi. Còn khách hàng, những khách hàng trước đây mà người ta mua máy sạc rồi, có pin rồi, nhưng mà người ta muốn trang bị thêm, người ta chỉ mua pin thôi, thì em bán ra là 630 ngàn bao ship ha. Còn khách hàng mà mua chung cái combo như vậy, nè, thì em chỉ tính cái này 600 thôi, cái này là 750, em cũng bao ship ha. Lưu ý giùm em ha. À, vậy nè, nói lại cho nhanh nè, 750 nè, bao ship. Cái này 600, đi chung vậy, bao ship ha. Còn đi riêng, thì vậy 630.000 bao ship. Đi riêng thì vậy 750.000 bao ship. Đó, cho nó nhanh. Con này cũng y chang như vậy luôn, nó bao gồm mà một cái hộp rất là đẹp và chứa 4 viên pin bên trong. Đây mọi người có thể nhìn thấy ha, 4 viên pin bên trong. Nó cùng một loại luôn. Em lấy cái đại một cái bất kỳ ha, em đo cho mọi người xem. Đâu rồi cái đồng hồ đo đây. Đây. Em sẽ đo lại cho mọi người xem coi cái con này nó điện áp nó bao nhiêu ha. Zoom nó to to lên để khách hàng lớn tuổi người ta có thể nhìn thấy được. Thấy không? Rồi em sẽ đo cho mọi người xem ha. Cực âm mình cắm vô đây. Cực dương mình cắm vô đây. Thấy không? 1,55. Đây nè. Thấy ghê không? Đó, nhìn cho nó rõ ha, 1,55 nè. 1,55 nè. Nè, buông ra nè. Thấy chưa? Đây. Viên pin đây. À, 10V. Thì